Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với kênh Lan Rừng Hành Động Serai Bắc Tây Nguyên. Kênh của mình sắp đạt được 100.000 subscribe, cho nên là cũng mong là mọi người mà ai xem được những video của mình thì các bạn ủng hộ mình bằng cách đăng ký, nhấn nút đăng ký subscribe để mình kênh của mình phấn đấu đạt được 100.000 subscribe, dành nút bạc YouTube. Thì khi mà đạt đến cái con số đó thì mình sẽ có những chương trình khuyến mãi và quà tặng cực kỳ hấp dẫn. Các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu một cái loại lan. Đây là một cái dòng địa lan và được xếp vào trong sách đỏ của Việt Nam, thuộc loại cực kỳ quý hiếm. Đây là một cái loại lan được gọi tên là lan Hải Vân Nam, tức là có hai loại Hải Vân Bắc và Hải Vân Nam. Loại của mình là Hải Vân Nam, xuất xứ ở cái vùng vườn quốc gia Chư Mông Rây của Kon Tum, ngay tại khu vực mình đang sinh sống này. Thì đây là cái hàng rừng và mình đã trồng thuần được hơn 1 năm, nên bây giờ về mọi người là chỉ việc chăm sóc thôi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu nó. Đây là một loại rất đáng sưu tầm và mọi người hãy nhanh tay sở hữu, chứ để không là cái số lượng ít trên này sẽ hết rất là nhanh nhé. Đây, trước mặt các bạn đây là Hải Vân Nam. Hải Vân Nam là một cái loại địa lan. Thằng này là sống ở dưới cái rừng rậm nhiệt đới, thường xanh, và đặc biệt là nó không có sống ở cái vùng rừng khí hậu khô mà bắt buộc là phải rừng ẩm nhiệt đới nha, đặc biệt là cái vườn quốc gia Chư Mông Rây. Nó mọc dưới tán của các cái cây rừng già, mọc ở các cái khe nứt của đá, các cái hốc cây. Nói chung đại khái là cái thằng này sống ở cái vị trí là không có nhiều đất, nhưng mà phải thật là nhiều mùn, nhiều cái chất mùn, lá nó mục ra nó phân hủy. Đặc điểm của cái cây này là cái lá nó khá là giống thằng hài táo, nhưng mà tuy nhiên là cái bảng lá nó rộng hơn các bạn. Hài táo thì cái lá của nó thon và dài, thon dài đó, cái kiểu y như vậy này là hài táo này. Nhưng mà hài nam á, thì cái lá nó đây, lá nó to, nó rộng, đầu lá nó cũng nhọn và nó có các cái đốm màu trắng. Giá thể trồng của cái lan hài này cũng không có gì là khó. Các bạn sử dụng cho mình là than, than củi nha các bạn. Than củi các bạn giã nhuyễn ra, các bạn trộn với cát, với lại phân chuồng, hoặc là sơ dừa và dớn. Nói chung là cái vật liệu thật là xốp, các bạn không cần dùng đất. Mình lưu ý là các bạn không cần dùng đất nha. Đó. Thì các bạn trồng một vài năm thì đến mùa này, tầm tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì cây lan hài này nó sẽ cho ra bông. Trong cái lô của mình thì các bạn lưu ý là không 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 có nhiều cây đang ra bông nhé, chỉ có một vài cây thôi. Thì có thể là nó ra sau đó, các bạn mua về thì có thể nó ra sau nhé. Thì nó ra sau cũng tốt, tại vì tránh quá trình vận chuyển nó bị dập gãy mất cái hoa. Đây là một cái nụ đây đó. Hải vân thì theo cái đặc trưng của nó là có những cái vân, có những cái vân trên cái hoa của nó. Thì mình sẽ cho các bạn xem một cây hải vân đang nở trong vườn nhà mình đây. Đây là một cái cây hải vân mình giữ lại, mình trồng bữa trước, mới trồng rồi nha các bạn. Vật liệu như mình nói đó, một ít cát này, một ít dớn vụn này, một ít ít than này. Đấy, và phân chuồng. Đây là cái bông của nó đây, đẹp hay không thì do các bạn đánh giá nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, cái cánh trên của nó cực kỳ là to luôn, và có cái màu trắng này, rồi màu hồng hồng này, rồi những cái vân màu xanh, có những cái đốm đen, có lông, rất là đẹp. Đây, vì sao mà gọi là lan hài? Tại vì cái lưỡi của nó phồng lên thành giống như cái hình của một cái đôi hài của vua quan ngày xưa hay đi, người ta tên là lan hài. Bông của nó rất là to, thì để mình cầm cho các bạn xem nó to như thế nào. Đây, nói chung các loại hoa khác thì phải gọi nó bằng sư phụ về cái độ to. Lan hài, hài vân nhé các bạn, hoàn toàn khác với hài táo nha các bạn. Đây là hài vân, một cái giống lan cực kỳ quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam. Đấy. Thì hiện tại thì bên mình bán với cái giá cực hấp dẫn, đó là một cái chậu như thế này thì có từ 1 đến 2 thân. Các bạn lưu ý nha, có 1 đến 2 thân là giá bên mình bán là 250. Đó. Thì chưa bao gồm ship. Giá ship của một chậu này thì khoảng tầm 50.000 thôi các bạn. Một chậu chỉ khoảng tầm 50.000. Mình nhắc lại là một chậu như thế này có giá 250 nha các bạn, và các bạn có 2 đến 3 thân, 2 đến 3 thân. Các bạn lưu ý là hàng hàng rừng cho nên là không không có đều nhau đâu nhé.
có chậu to có chậu nhỏ, cho nên là cái này mình cũng hên xui nha mọi người, người trúng cây to người trúng cây nhỏ, nhưng mà như các bạn thấy là nó cũng tương đối là đồng đều nhau. Và một chậu giá 250 và chưa bao gồm ship, ship khoảng 50.000 và bên mua sẽ chịu phí ship. Các bạn mua chỉ việc nhắn tin cho mình họ tên nè, địa chỉ nè, số điện thoại nè và số chậu Hải Vân muốn mua, thì mình sẽ ship và các bạn đến tận nơi các bạn kiểm tra thanh toán nhận hàng. Nếu mà anh em nào có yêu cầu đặc biệt, tức là các bạn yêu cầu mình nhổ hẳn cái cây này ra, nhổ ra khỏi chậu để các bạn về tự trồng thì cũng được nha. Đó, các bạn có thể yêu cầu là ship nguyên chậu thì mình sẽ lấy băng keo mình dán lại, đó, mình ship nguyên chậu. Trường hợp thứ hai là nếu mà các bạn muốn mà nhổ cái cây này ra khỏi chậu thì bên mình cũng nhổ ra để mình ship. Các bạn lưu ý thì hàng tại nhà thì nó sẽ như này, nhưng mà khi vận chuyển thì có thể nó xảy ra một số cái sự cố, ví dụ như là nó hơi bị dập một vài lá đó, hoặc nó hơi heo héo một chút thì các bạn về các bạn tưới nước là thôi bình thường. Còn trường hợp mà các bạn ship mà có bị một vài lá bị dập thì các bạn cũng thông cảm giúp nha, tại vì hàng cái giống lan này nó khá là mềm. Đó. Rồi anh em nào mua thì các bạn có thể là mình nhắc lại các bạn theo cấu trúc là nhắn tin cho mình nhé, họ tên này, địa chỉ này, số điện thoại và số phần cần mua, ví dụ như là một chậu hai chậu. Đó, bên mình sẽ ship. Nhưng mọi người cũng quan sát lại cây lan Hải Vân nó bông. Đây là các cái phân mình sẽ bán nhé.